Nhà mà có khách tới là kêu Bảo Lâm lắc vòng phải chứ em, lắc vòng là ra biểu diễn nè, lắc từ dưới chân lên nha, lên đây rồi lắc lên đây, cái lắc đùi thì lắc hông, lắc cổ, lắc tay, lắc đầu, lắc được hết luôn. Không ai dạy. Nhưng mà con học con bị mất cân bản hết. Nhưng mà lúc nào con học xin kháng hết, tại con đi học con cặp dê rất là giỏi luôn. Bây giờ cái bàn bên đây mà con cặp dê con liếc qua tới bên kia luôn. Trời ơi. Sao con thấy được? Bán sợi dây chuyền, đặng sửa cái lỗ mũi, nhưng mà thiệt tình em không biết nó bán sợi dây chuyền. Cái sửa mũi em tưởng là tiền con nó đi làm được. Chỗ đầu tiền xô đầu ra. Đó, khi em phát hiện sợi dây chuyền mất thì em mới hỏi tí ơi sợi dây chuyền của con đâu rồi, hôm nay mà em thấy đeo thì nó con gắn lên cái lỗ mũi rồi, mà nó nói một cách tự nhiên vậy chị, nó nói nó gắn lên cái lỗ mũi chứ nó không có nói nó bán. Gia đình khổ thì khổ nhưng cái học hành của Bảo Lâm là trên hết. À, đúng rồi, cha Bảo Lâm rất là quan trọng cái việc học hành của con. Nhưng mà thành lúc mà đi học rồi có quậy phá rồi có lanh lẹ rồi có hát có múa rồi có... Nó 3 tuổi 4 tuổi là nó lắc vòng. Mấy tuổi lắc vòng? 3 tuổi 4 tuổi là nó lắc vòng. Cái vòng của ai ta? Vòng gì sáu hả? Vòng của gì người thứ 6 là gì đó, kiểu như con nhà có con gái mà hay sợ mập mà hay lắc vòng. Nhưng mà lắc vòng em nói thiệt với chị không, cái nó điêu luyện, đúng rồi điêu luyện nha chị Thủy. Cô Thủy cái này con nhớ đó, cái là nhà mà có khách tới là kêu Bảo Lâm lắc vòng phải chứ em, lắc vòng là ra biểu diễn nè, lắc từ dưới chân lên nha, lên đây rồi lắc lên đây, cái lắc đùi thì lắc hông, lắc cổ, lắc tay, lắc đầu, lắc được hết luôn. Không ai dạy. Nó đã có năng khiếu hồi nào em không biết, nhưng mà hồi đó mình không có nghĩ là cái năng khiếu, cứ thấy là thấy phái. Rồi ngoài lắc vòng ra nó có ca hát múa rồi nó con cái là nó ẹo ẹo. Nhưng mà hồi lúc có chị Thủy cho con đi học mẫu giáo á, là lúc nào là múa là còn con gái không, có bộ nó con trai thôi nó múa, không ai múa lợi, không ai múa lợi, mà múa nhịp nhàng mà điệu lắm. Nhớ luôn hai bàn tay của em, đúng rồi múa cho mẹ xem, hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh khi em giơ tay lên. Có một mình ảnh là con trai thôi. Con có thích chơi với con gái không? Đúng rồi, chơi với con gái không chị? Đổi thứ chưa? Đúng rồi. Chơi cúp đế rồi. Chơi với con gái không có. Cúp đế chơi nhà chòi rồi, không ai chơi lại. Phát động phong trào tự xây nhà rủ tụi nó về chơi, đầm váy rồi. Chị thấy nó làm nó đó giờ là đặc biệt không bao giờ quýnh lộn lạo. Bị tao quýnh không? Không bao giờ. Chơi búp bế thì quýnh lộn không bao giờ chị. Nhưng mà cái tánh, cái bản tánh nó hiền chứ nó quen rồi. Bây giờ chơi với con gái rồi nè, rồi là tham gia văn nghệ rồi kia nọ, nhưng mà khỏi là học giỏi không nè. Bảo Lâm học giỏi là học từ giỏi từ năm mẫu giáo cho đến hết cấp 2. Cấp 6 là hết giỏi rồi. Sao vậy? Sao vậy? Như là cũng ta nói là được thôi, nhưng không có còn học sinh giỏi lắm là tiên tiến á chị. Tham gia nhà trường đúng rồi. Nhưng mà tham gia rồi hoạt động nhà trường dữ dội lắm hả con? Dữ dội không ai làm lại. Hát hò đồ, diễn kịch đồ, cười banh rạp. Nhưng mà con học con bị mất cân bản hết. Nhưng mà lúc nào con học xin kháng hết, tại con đi học con cặp dê rất là giỏi luôn. Bây giờ cái bàn bên đây mà con cặp dê con liếc qua tới bên kia luôn. Trời ơi. Sao con thấy được? Nó đi học cấp 3 là nó thân với một đứa con gái mà con nhỏ đó là học giỏi kinh khủng. Nó kêu em bằng mẹ không? Thì đắc nào thân với bé đó là nhờ nghe nói là mẹ thằng Lâm nó học toàn cặp dê con không á mẹ. Cái con mẹ nói hả con dấu phẩy con cặp dê, dấu chấm. Ông thầy ông nói Lâm, tại sao con Uyên nó chấm em cũng chấm, mà con Uyên nó xuống hàng em cũng xuống hàng. Nó trời thầy thầy sao á, nó là có cãi cái miệng son sỏn mà cặp dê xuất sắc luôn con. Ông bắt đầu tới năm cấp 3 là bị đi học phụ huynh học sinh thì lúc nào cũng bị mắng vốn. Tại sao? Cái nó nói chuyện nhiều chị. Nó đi vô trong trường đó là cứ không có bao giờ mắng vốn vụ gì hết, không có hỗn hào, không có gì hết, mà chỉ có cái là nói chuyện. Thầy cô nói là cứ nói ra là không cần phải dòm là đã biết nó rồi, cái tiếng của nó là nó rất là rõ ràng, mà nó lớn hơn người ta, cái tiếng lớn lắm. Thế là mà nói gì con? Nói gì ở trong lớp lấy kiến nặng bụng, trời, rồi móc khóe, trời, không học bị mất căn bản, em không có biết cái gì luôn thầy. Trong trường là có đóng kịch đóng gì trong cấp 3 không con? Có, con năng khiếu lắm. Nổi tiếng luôn. Nổi tiếng lớp phó văn hệ Mỹ rồi. Nhưng mà thật ra lúc đó là có cái đầu là đã muốn đi theo nghề chưa Lâm? Chưa. Như vậy sao xong số 12 là con thi vô trường sân khấu? Tại năm đó con thấy tụi nó mua hồ sơ của trời đứa con thi trường kinh tế tụi nội, con không biết cái thư quá học quá ngu. Mà bây giờ thấy tụi nó mua hồ sơ, bây giờ mình phải ráng mình mua hồ sơ để điền vô cái gì đó. Hoang mang quá hên. Hoang mang, lúc đó hoang mang không có biết trong đầu là gì, mà lúc đó không nghĩ đường ảnh nó xấu, cái mặt tròn ẩm nè, mặt gì nè. Cái mặt này ra. Này cái mặt mũi nè. Này là 12 hả? Đúng là 12 nè. Này lớp 11. Cái này lớp 11. Rồi cái đầu tư vấn đồ hỏi thi trường sân khấu, tụi trời mỏ trội mặt mày vậy thi trường sân khấu. Rồi cũng đó, xong rồi con quyết định thi trường sân khấu tại vì không còn đường lựa chọn nữa. Bảo Lâm nó tốt nghiệp lớp 12 là năm 2007. Nó thi vô trường sân khấu điện ảnh là nó rớt năm đầu tiên. Năm đầu tiên nó đi học là kế toán 2 năm. Kế toán nè. Kế toán 2 năm. Bây giờ cũng mới nói mẹ này, mẹ nhớ lúc con học kế toán con chở con Quốc đi học không? Có nghĩa là đi học không có biết cái gì hết trơn trọi mà sợ mẹ, sợ cha. Xong rồi sáng sớm đưa em đi học, xong rồi nói mẹ đi học, nhưng mà vô quán cà phê ngủ. Trời ơi. Ngủ tới chiều cái đi về, ngày nào cũng vậy. Hồi xưa thấy không có nghề gì, nghề điện mà sửa điện không được em, rồi thợ hàng Mà ngày nào cũng đắp dưa chuột hết rồi bắn hợ hàng nó nám mặt sao em? Tại sao ngày nào cũng đắp dưa chuột? Ý thức làm đẹp hả? Ý thức làm đẹp thì mê đẹp cô. Mê đẹp, mê tập gym mà tối nhìn lắm luôn. Chị ban ngày trưa nắng chang chang cái nó mặc cái áo mưa ở trong mình đó. Cái mặc cái áo gió ở ngoài. Khi mà về là cái bắt đầu con mới nói với cha Bảo Lâm, nói cái thằng Tí này làm như nó không được bình thường. Chị thấy trời nắng chang chang mặc áo mưa chứ đúng không chị? Thấy mà mình đâu có biết là con nó tập tặng cho nó ngoại hình nó đẹp hay là như thế nào mình không biết, là ổng chảy chuốt mình không biết. Mà năm đó là thi trường sân khấu chưa con? Thi rớt chưa? Chưa thi. Rớt đúng rồi, rớt. Ý chí ghê lắm cô. Thi lại lần hai. Thi lại lần hai. Mấy năm sau mới thi lại lần hai. Học kế toán 2 năm, học kế toán trong sự mù mịt, đóng tiền thường xuyên. Cha Bảo Lâm là quan trọng cái gì học kê, hành, đúng rồi phải học kê. Bất cứ giá nào cũng phải học. Cha nói vậy phải học. Ở nhà nghề nông nhưng Bảo Lâm nó đâu có biết làm cái gì ở ruộng đâu chị, không có biết tới cái cuốc cái cày, không có biết tới cắt lúa, không biết mà dẫn một con bò, là lý do là cha Bảo Lâm không cho. Dễ thương quá, tức là cha mẹ đúng rồi nói là cứ chăm để cho học. Bảo Lâm đó là làm một cái nghề bình thường đúng rồi. Xong rồi ảnh thì cứ lo chăm chút về sắc đẹp của mình, xong rồi muốn thi trường sân khấu rồi bao đầu con thi lại thì đậu đúng không? Thi lại đậu trung cấp cô. Rồi chừng nào con mới làm đẹp vậy Bảo Lâm mới làm đó đẹp? Là ngày xưa là chưa có tiền đi qua quán dì Sáu làm và phục vụ đó, tháng 800.000 bạc, dám để 1,2 triệu tẩy trắng răng. Tại ngày xưa con thấy trên mặt có cái tẩy trắng răng lại rẻ nhất thôi, không có gì sửa mũi cũng mấy chục triệu. Cứ suy nghĩ trong đầu rồi bây giờ muốn đẹp hơn thì chỉ có tẩy trắng răng là nó rẻ nhất thôi. Ngày xưa không có tiền tẩy răng á em, cái mình ra cái bự trúc á, anh lấy cái trúc á, anh chặt cái trúc á, cái anh đập cho tươi cái đầu của em rồi chà răng, hiểu không em? Trời ơi ngồi đam mê làm đẹp, cũng có tưa máu tóc nú mấy lần nhưng mà vì đam mê cứ nghĩ là cái răng nó trắng là sẽ đẹp, nhưng mà tẩy ra cũng không có đẹp em. Mà đó anh cứ ngồi anh đội kiến của anh, kéo cái mũi kéo cái cằm, anh cứ làm thích cái gương mặt của mình phải đẹp em. Múi lúc đó còn 6 múi luôn cô. Tại tập mà đúng không? Con nói từ đây mà con chạy bộ chỗ nào cũng chạy được hết trơn trội, chủ yếu là đẹp trong đầu con, đẹp và đẹp. Và nhưng mà vô trường thi sân khấu là con đẹp chưa? Chưa đẹp luôn. Tại vì năm đó thi là như thiếu thí sinh hay đó, dàn cao đẳng đậu trơn. Rồi cái trường quyết định chọn 2-3 lớp trung cấp đó. Rồi đậu mà rớt một đứa cuối cùng, đứa thứ hai đó vô trường mừng rớt nước mắt về. Trời ơi đãi tiệc linh này có tiền không có phải không? Có trời ơi. Tức là khi nó đậu thì ở nhà vẫn mừng, cho dù là nó học ở trường sân khấu vẫn mừng. Mình lên trường sân khấu rồi thì nó được đi sang đa chị, bắt đầu em chạy sang đa. Đi si rốt. Là ban đầu năm đầu rớt là đi xe đạp. Đúng rồi. Đi xe đạp chạy ngày nào cũng đạp, nhớ đi ngang cái cầu Văn Thánh lụm được chiếc đa bông. Rồi mình rớt mắt đang chạy mồ hôi nhiễu nhại đúng lúc đang đạp. Mà không có tiền không biết bà bông bà nào rớt chạy tung rớt rồi không hay. Đang chạy em tự nhiên thấy gì chiếu mắt em, cái nhìn tưởng là cục đá chiếu cái tự nhiên ngừng lại thấy chiếc đa bông em. Rồi lụm mừng quá trời luôn, chạy trường sân khấu bán kế bên trường sân khấu luôn, cái bà bán vàng. Bây giờ ngay trường sân khấu 125 của Quỳnh đó bán được 800.000. Lúc mẹ không biết đâu. Thôi. Nhưng mà làm sao 800.000 đuôi mua đủ chiếc xe? Xe gì? Chưa, từ từ. Cậu xưa xe mới xe con quá từ. Rồi bắt đầu vô trường sân khấu rồi đi si đút. Sướng ha, vừa đậu một cái là cha mẹ mua liền cho chiếc xe. Thủy trước không? Hồi lúc là nó con vừa tốt nghiệp lớp 12. Là vừa đủ tuổi là em mua cho nó chiếc xe Novo. Bán mấy con bò là nhiều lắm. Như vậy là nó cởi bò đó. Đúng rồi. Thời chiếc xe Novo thời chiếc xe Novo là mua 30 mấy triệu, mà thời xe Novo một đèn nha. Bán mấy con bò thì mới mấy con bò, em nhớ lúc đó cũng nhiều á chị, mấy con bò mới được xe Novo. Một đàn bò đúng rồi. Đó xong rồi cái chị biết không? Cái bắt đầu nó mới đi học xong thì chiếc xe Novo nó hao xăng quá. Không có tiền đổ xăng. Bán bò nữa. Đúng rồi, cái gì mới nói với mẹ. Cái xe Novo hao xăng quá thì em mới nói với cha Bảo Lâm, anh mua cho con cái xe số đó nó đi học cho đừng có hao xăng. Thì cha mới mua cho cái xe Sirius là bán bò nữa. Bán bò lại nữa. Lúc Bảo Lâm đang học trường sân khấu mà chị Thủy tin không, em dám treo giải cho Bảo Lâm, nếu con đậu trường sân khấu mẹ sẽ mua cho con chiếc xe Honda mà mắc nhất. Chị hỏi nó là chiếc nào mắc nhất, nó nói mẹ mua cho con chiếc xe SH là chiếc có cái dòng cao nhất. Và lúc em mua là 9.000 đô, là lúc là 196 triệu. 196 triệu. Trời ơi, khủng khiếp. Về làm giấy tờ, làm bản số đẹp ra luôn là đúng 200 triệu. Đẹp luôn. Đúng một xào đất chị. Đúng một xào đất. Chiếc xe đó là 2012, là hiện bây giờ vẫn còn trùm mền ở mới nhà, còn mới cắt chỉ luôn. Chưa bán, không bán để không cho nó chạy trên này. Không có đem đi thành phố rủi ro, là đi đó là rất nguy hiểm, cái xe sơ hở là sẽ mất. Con ơi con đất. Con đi học quá tốn kém, nguyên một đàn bò này tới đàn bò khác, giờ hết bò tới bán nguyên xào đất. Rồi bây giờ đến đất đây bán là tiền của cha mẹ không? Quá nhiều tội. Bây giờ tới cái chuyện con sửa mặt luôn. Tiền ai? Mặt cũng của mẹ luôn. sợi dây chuyền đó chị thấy ở đâu ra sẽ bán sợi dây chuyền đó, sẽ dán sợi dây chuyền để sửa cái lỗ mũi. Nó là khi lớn lên cưng lắm chị Thủy, đeo dây chuyền mà cái thời nếu mà ở dưới quê là nói thiệt chị là con mà tầm đó mà em cho xe dây chuyền bạch kim là chị biết thời đó ông hay đeo đâu, đeo bạch kim em cho mua sắm cho chị xe cái sợi dây chuyền bạch kim trời hết đôi Long Thành nha, Quỳnh chịu không nổi là vụ đó nha. Rồi tiếp đi. Thì khi học trường sân khấu điện ảnh thì không có dám nói với mẹ là xin tiền để sửa mũi, thì mới dám cả gan bán sợi dây chuyền. Nói bán hả? Bán sợi dây chuyền đang sửa cái lỗ mũi, nhưng mà thiệt tình em không biết nó bán sợi dây chuyền. Cái sửa mũi em tưởng là tiền con nó đi làm được. Chỗ đầu tiền xô đầu ra. Đó, khi em phát hiện sợi dây chuyền mất thì em mới hỏi: "Tí ơi, sợi dây chuyền của con đâu rồi? Hôm nay mà em thấy đeo." Thì nó: "Con gắn lên cái lỗ mũi rồi." Mà nó nói một cách tự nhiên vậy chị, nó gắn lên cái lỗ mũi chứ nó không có nói bán, mà nó nói con gắn lên cái lỗ mũi rồi. Mà thấy thương lắm, thỏ thẻ mẹ, con nói mẹ nghe nè mẹ. Thương hả? Con không có phá. Bây giờ con sao con phải làm cho đẹp con mới bằng ra tiền. Vậy nhưng mà tôi sửa mũi nó đẹp mà. Đó là chị, cái lúc mà nó sửa mũi lúc đó là lên là em vừa cỡ xe lên em gặp nó là em khóc chị Thủy. Em mới thấy nó khác quá, nó không có phải như thằng con mình hồi đó, vì nó khác hẳn luôn mà khi nó còn sưng ấy chị Thủy. Cái tự nhiên em khóc chị Thủy. Em thấy là em hoảng hồn em khóc, em nói trời ơi sao mà giờ con sửa như vậy mẹ thấy làm như là nó mất cái duyên nữa. Sửa mũi rồi cứ nghĩ đi làm diễn viên được, nhưng không em cuộc đời đưa đẩy em không cho mũi cao, không quyết định được gì hết trơn trọi nha. Sửa tới cái cằm, bán chiếc nhẫn sửa tới cái cằm luôn, làm cái đủ bộ luôn em hiểu không? Tức là khi mà cái mặt mình bình thường mình làm cái mũi lên tự cái mặt nó bị kỳ quá, mũi thì quá cao mà cái cằm nó ngắn ngủn con két. Và lúc đó mẹ cho chiếc nhẫn sợi chuyền, chia sợi chuyền bán gắn mũi rồi thì bây giờ lấy nhẫn gắn cằm luôn. Gắn cằm luôn. Đồn xong mặt hài hòa xinh đẹp xong đi hú lửa. Nhưng mà đến lúc mà nó nổi tiếng cười xuyên Việt đúng không con? 2015 là bảo là nó tốt nghiệp trường sân khấu là ra ngay 2012. Nó ngày đăng quang tới ngày 12 tháng 6 2015. Ê cô Thủy chấm luôn đây. Nó chấm nè. Đúng rồi. Chấm nó cười xuyên Việt cái số vàng nhập ba là nó đóng vai thằng Bòm. Rồi đúng rồi. Cái ngày mà đi lên ngày con đăng quang em lên tới mà em không nghĩ là khi mà đăng quang mà người ta ham mộ tới cái thằng đó, bị mình dưới quê không có rành chị Thủy. Em nghĩ là nó tưởng nó là bình thường, thì cái ngày đó em vẫn đi làm bình thường, tới 7 chiếc xe ở nhà đang đợi em. Cô mướn 7 chiếc xe luôn hả cô? Dòng cái đó là dòng họ ở chung ở nhà ai cũng có xe hơi, bên nội bên ngoại ai cũng có xe hơi. Thì đi thì trong khi đi lên là coi thì mấy cô mấy chú rồi ai cũng nghĩ ai cũng chuẩn bị một bó hoa tặng cho Bảo Lâm, thì cũng có chuẩn bị cho em một bó. Thì khi mà con nó ngày nó đăng quang thì vừa đăng quang xong thì tình định lên tặng cho con, mà thật sự em không thể nào lên được chị Thủy, quá đông rồi. Sáng hôm sau em vẫn đi làm bình thường, thì 6 giờ mấy rưỡi là em đã vô tới công ty rồi, thì lúc đó tự nhiên em y như người nổi tiếng luôn á chị. Em nói thiệt á chị Thủy là em không hình dung ra được như vậy. Ai cũng hỏi nhiều lắm, hỏi mà lúc đó em nói chuyện đi vô là nói cho chuyện con em không, mà ai cũng bu em hỏi hết trơn. Là cái cảm giác ở trong đời đó nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời cho đến khi nào mà mình nhắm mắt, đúng không vậy? Tại vì cái đó là cái hạnh phúc để mà mình được bù đắp cả một cái quãng đời mình hy sinh cho nó.